Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trở lại thăm và nói chuyện với bà con kiều bào, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore. Phát biểu tại đây, nhấn mạnh đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, triển khai kết luận 12 của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nêu rõ đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao ý kiến của bà con kiều bào phát biểu tại cuộc gặp mặt, cho rằng bà con kiều bào Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới và tại Singapore có năng lực, trình độ cao và luôn có khát vọng lớn lao được cống hiến, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch nước đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của đại sứ và các cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vượt qua khó khăn do dịch bệnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác chăm sóc người Việt Nam tại nước ngoài.